Thế khi con, cái con cầm vali để đi đâu đấy? Đi Việt Nam thăm ai? Thăm bà Bừng với thăm ai nữa? Anh gì? Chị gì? Với bác gì nữa? Bác gì? Bác gì nữa? À, có bác Chí nữa à? Ok. Thế có thăm ông nào? Ừ, ông Hùng đang ở đâu? Ở Việt Nam à? Thế con đi đi đi, đi cái gì à? Đi máy gì lên về thăm về Việt Nam? Máy bay về Việt Nam à? Thế vali của con đâu? À thế à? Thế con về Việt Nam con có vui không? Có thích không? Hỏi Vicky, có thích về Việt Nam không? Có à, ok.